đúng không? Ông nào ngon này thì được đến 80. Thằng bà họ thọ hơn, ông nào mà ngon này được 80. Không, 80 là được. 80 là được rồi. Nếu mà cứ sống điều độ là được. 80 này. Ông nhà tôi 93 này. Cô vẫn đang khỏe này. Còn bà 95 thì chắc là sắp đi. Các cụ sinh hoạt điều độ. Rất phải. Giờ nó nhiều chất độc thức ăn. Mình chỉ xin bằng cái số chẵn của các cụ là sướng. Mỹ mãn rồi đúng không? 90 rồi đã. Tính là thọ trường thọ đấy. Mẹ tôi là 95, sinh năm 30. Còn ông thì tôi sinh năm 32. Kém bà mấy tuổi? Bà già em 85, sinh năm 39. Khỏe lắm. Các cụ sống điều độ. Ăn bây giờ cứ vừng với canh cua. Rau nấu xuông. Vừng cá kho. Chơi thế nó độc, nó độc. Đi thẳng xuyên qua hồ đi. Đây là đầm Hồng. Để lấy cái đường đi mà. Lắp ngăn hồ này đi. Để đúng là nếu mà có tiền làm cầu nó quảnh quan nó đẹp nhỉ. Chuẩn bị nó cải tạo cái hồ này, nó có cái đường hai cái đường chỗ cái đường chỗ đây trung tâm là cái đường chỗ tôi nó đâm qua đây này. Đường đường chỗ bia này hải sâu hôm nay đâm qua chỗ sân bay sân bóng kia này. Đấy, cái chỗ sân bóng nó vẫn giữ cái đường này. Nó sẽ bỏ nó cải tạo bỏ. Không hồ nữa. Không thông hồ. Hồ nó đẹp. Giống như cái hồ bên kia kìa. Không thì không có, nó cải tạo thu hai đầu dạ, làm cái côn ở giữa cải dạ. Tạo thu ra làm cái côn ở giữa dạ, trái chắc là nó cuốc hết thì thôi. Như cái hồ bên kia thế, cái hồ bên kia với đường chính trạch ấy cũng có cái đường qua để tạm, nhưng bây giờ nó cuốc hết mà.